Diego kìa. Một phát nửa bình, được chưa? Một pop, xong. Thắng giao tranh luôn, ăn được con rồng luôn. Hello anh em, và trong video này thì chúng ta sẽ cùng nói về lối chơi Corki Hybrid với thần kiếm, vọng âm Luden và dìu mãng xà. Lối chơi này bắt nguồn từ việc vọng âm được giảm giá 200 tiền tại giai đoạn tiền mùa 12, khiến cho trang bị này có lượng chỉ số quá tốt so với giá tiền. Và cái tương tác giữa vọng âm Luden cộng với cả thần kiếm là cực kỳ tốt, bởi vì vọng âm cho cực kỳ nhiều mana, khiến cho cái sát thương của thần kiếm cũng được tăng lên. Chưa kể đến là Corki thì sử dụng được cả chỉ số sát thương phép thuật, lẫn sát thương vật lý, lẫn xuyên kháng phép của hai trang bị này. Còn với dìu mãng xà thì nó là một trang bị cho sát thương vật lý lớn, một lượng thời chiêu khá khá. Và cái quan trọng nhất đó là hút máu toàn phần, tức là các bạn nhận được hút máu từ bất cứ cái nguồn sát thương nào gây ra, tính cả phép thuật, cả sát thương vật lý và cả sát thương chuẩn, khiến cho Corki có lượng hồi phục rất lớn từ cái nguồn sát thương khủng khiếp của hai trang bị vọng âm và thần kiếm. Hơn thế nữa là cái sát thương lan của dìu mãng xà cũng được kích hoạt trên tất cả các chiêu của Corki. Ngoài ba món chính đó ra thì các món đồ còn lại thường được lựa chọn đó là vũ điệu tử thần để tăng cái khả năng sống sót cũng như là có thêm hồi chiêu, hoặc các bạn có thể lên một số món trang bị AP khác, chẳng hạn như dây chuyền chữ thập, đồng hồ cát hay là trượng hư vô. Một điểm đáng lưu ý trong lối chơi này đó là các bạn phải sử dụng thợ săn tối thượng để giảm tối đa cái thời gian hồi chiêu cuối, bởi vì lối chơi này cái lượng sát thương chủ yếu đến từ việc bắn tên lửa, đặc biệt là cái tên lửa thứ ba, chứ không phải là sát thương từ việc bắn tay. Trong video này thì các bạn sẽ thấy lối chơi Corki Hybrid này nhá. Nếu bạn thích video thì nhớ ấn like cũng như đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video tiếp theo nhé. Chúc bạn xem video vui vẻ. Đấy không? Nó vào láo này. Mỗi tội hai cái tele để bắt một thằng thì nó hơi thừa. Có nhỉ? Để cái góc nó bị hai thằng kia khép góc rồi. Có nó cứ vét ấy. Ui, sẽ sống nhỉ? Hay không? Ăn đấy. Đánh này. Đã ăn xong đâu. Sợ cái gì nhỉ? Chả đất cây xa đầy máu à. Chắc nó có tầm nhìn chưa? Có tầm nhìn rồi hay sao? Ơ nó chưa về cả. Thế mà vẫn bị choáng, tôi định lách ngược ra một tí nữa là được. Này. Có gì? Hay đâu? Đánh không? Cẩn thận. Có cả Diego à? Mấy ông này vội quá. Leona nữa nhưng mà nó chạy nhanh quá. Cái gì ấy? Cái chết à? Gì chết rồi đây? Tốc biến à? Chết luôn. Này. Magic cũng khỏe. Có này. Đấy chưa. Con này quay ngược lại. Tốc biến. Diego kìa. Một phát nửa bình, được chưa? Một pop, xong. Thắng giao tranh luôn, ăn được con rồng luôn. Đấy, mạnh ở chỗ đấy đấy. Chỗ nào nữa à? Xong rồi, ăn xong rồi.
từ từ. Samira nhảy vào căng nhỉ. Boom, Samira. Boom. Thế là lấy xác à? Nó. Nó phải chết không? Ok, vẫn bắn được. Có mạnh nhưng mà bừ. À, tôi lên sau đi. Sao tới à? Ire ra trung lực ấy. Tới rồi đây. Sắp tới không phải có R không? Ui phải đạp vào người nó chứ. Nice. Quả đấy ông ấy phải đạp vào người nó là tôi cũng giết được luôn ấy. Mà ông ấy có vẻ đỡ nguy hiểm hơn. Bắn đau ấy nhỉ. Ui, không tốt biến được. Bị trói. Thiếu một chút nữa kìa. Ui hụt. Ai. Được nuốt con mèo luôn ạ. Ui nhìn kiểu bắn kìa. Sợ chưa? Ơ vẫn bị dính à? Đánh chạy làm sao được? Không, tôi phải tốc biến thôi. Đang tới đây. À, này hay thế nhở. Quả cái tường gió nó biến mất rồi nhưng nó vẫn bị dính hitbox ấy. Okay. Không ai nhìn thấy điều đó cả. Bắt nó kìa. Ông này cũng bắn cái hạt cây làm gì. Nó tới này. Tưởng mới chết được con đâu. Ôi thế cũng trúng nữa. Càng thế. Ui nó lướt qua luôn kìa. Bùm. Có à, có cái tường gió ấy. Ui, shit giết được luôn. Phát này. Căng ấy. Đây các bạn nhìn E này. Thấy không? Ui. Bắn hụt được. Ôi, chết. Bắn đau vậy nồi thế. Làm gì mà không end được game. Thấy không? Tôi quấy ngoáy vẫn end được game. Tôi thích end game mà.